Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Kết nối thị trường được phát sóng vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên kênh VTC16. Thưa quý vị, biến động tỷ giá từ đầu năm cho đến nay đã có tác động nhiều chiều đến hoạt động thương mại xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp. Hiện tại, đồng đô la Mỹ đang ở gần mức cao nhất trong hơn 2 thập kỷ qua so với 6 đồng tiền lớn khác, bao gồm euro và yên. Tỷ giá biến động chắc chắn ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Với những quốc gia đang giảm giá mạnh đồng nội tệ trước sức ép của đồng đô la Mỹ, giá hàng hóa của các nước này sẽ rẻ hơn rất nhiều so với hàng hóa nhập khẩu. Thực tế cho thấy, dù đồng đô la Mỹ tăng giá khiến cho doanh thu xuất khẩu khi được quy đổi sang đồng Việt Nam sẽ tăng, giúp cho các doanh nghiệp xuất khẩu được hưởng lợi. Tuy nhiên, doanh nghiệp khi sản xuất phải nhập khẩu nhiều nguyên phụ liệu, giá đô la Mỹ tăng khiến doanh thu bị bội chi về phí nhập khẩu, phí vận tải và phải gánh khoản chênh lệch tỷ giá rất lớn nếu vay nợ bằng đô la Mỹ. Hơn nữa, tiền tệ biến động khiến cho tình hình lạm phát ở các thị trường chủ lực của Việt Nam là Mỹ, châu Âu tăng cao, khiến cho sức mua của người dân giảm sút, tác động không nhỏ tới tình hình đơn hàng của doanh nghiệp. Đối với sản xuất nông nghiệp trong nước, việc chênh lệch tỷ giá cũng đang khiến cho các doanh nghiệp nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do các chi phí sản xuất đều tăng mạnh. Trong đó có phân bón và thức ăn chăn nuôi do nguyên liệu chủ yếu phải nhập khẩu từ nước ngoài. Chi phí đầu vào tăng không chỉ khiến cho doanh nghiệp sản xuất khó khăn mà còn ảnh hưởng đến những người nông dân sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Hiện đang là thời điểm các vùng sản xuất trên cả nước đều có nhu cầu phân bón lớn để sản xuất vào vụ Tết, khiến cho khó khăn lại càng thêm chồng chất. Xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ngoài hai vụ lúa, bà con tại địa phương trồng thêm một vụ ngô nếp để bán trong dịp cận Tết. Vào đầu vụ nhu cầu thị trường tăng, ngô được giá, lúc cao điểm thương lái thu tại ruộng với giá 7-8 nghìn đồng mỗi bắp. Với mỗi nhà có 2-3 sào ngô như bà Trung, nguồn thu từ một vụ ngô tạm tính bằng hai vụ lúa. Giá trị dù cao nhưng do giá cả đầu vào vụ này tăng khá nhiều, khiến lợi nhuận từ trồng ngô vẫn không được như kỳ vọng. Khó khăn lắm, chẳng được dễ đâu. Phân do các thứ cày bừa nó cũng đắt, phân do nó cũng đắt. Bán nó cũng trả được đất mới 5.000 với 4.000. Theo bé thì là ít tiền mà to thì lại nhiều tiền. Có mới 2-3 năm nay là đất thế này thôi. Còn những năm kia thì nó cũng chỉ có 10.000 với 7.000 với 8.000 thôi. Cày nó cũng đắt, cày cũng tận 250 một xào cơ. Phân do thì nó cũng đất đỏ thì mình làm nó cũng trả được mới đâu, nhưng mà vẫn phải làm ấy. Ngoài trồng trọt, bà Bình cũng giống nhiều nông hộ khác, vẫn kết hợp thêm chăn nuôi tăng gia sản xuất. Tuy vậy, năm nay giá cám, thức ăn cho gia súc, gia cầm cũng tăng mạnh. Trồng ngô nếp dù giá trị cao hơn trồng lúa và một số loại cây vụ đông khác, nhưng chi phí đầu tư cho phân bón khá tốn kém. Do vậy, để chủ động sản xuất, bà Bình vẫn trồng thêm sào ngô tẻ để phục vụ chăn nuôi. Đã làm ấy, thì là phải đầu tư. Còn không làm thì nó mà để nó xấu ấy, thì là đừng làm nữa, nghỉ cho nó khỏe. Chăn nuôi cho gà mới lợn thì là mình bán cái ngô nếp mà thì là tiêu hết ngay, mình bán dòng trồng cái ngô tẻ này để chăn nuôi hàng ngày cho đỡ phải đi đông. Như thế chứ không phải là trồng cái nào. Phân xanh bây giờ nó đắt hơn hay cái loại phân UZ trắng ấy thì là 19-20 nghìn, nhưng còn cái phân khác kia là toàn ngoài 20 này. Giá cả tăng, nhiều hộ sản xuất nhỏ lẻ cũng tính đến phương án tạm dừng sản xuất. Tại các cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, vật tư nông nghiệp cũng rất trầm lắng so với trung bình mỗi năm. Cần cái phân riếc rồi các thứ là lên cao lắm, kể cả ngô nghiếc thế, cái gì nó cũng lên giá rồi. Nên tầm cứ 500 đồng phân thì lên 1.000 một cân ấy. Thì mình kêu các đại lý kia thì họ, kể đi cấp 1 họ kêu là nguyên liệu nhập khẩu ấy. Nó chắc là nó đắt thì nó lên. Mình cũng kêu thế bà. Con này họ kêu cũng thôi cũng phải bảo các bà thế. Ghi nhận trên thị trường cho thấy giá cả các mặt hàng phân bón đều đã tăng đồng loạt ít nhất 1.000 đồng 1 kg so với tháng trước. Đặc biệt với các loại phân vô cơ như kali và một số loại đã tăng từ 10 đến 20%. Với nguồn nguyên liệu nhập khẩu 100% như kali, nếu tỷ giá đồng đô la Mỹ và đồng Việt Nam chênh lệch từ mức 22.000 Việt Nam đồng bằng 1 đô la Mỹ như trước đây, tăng lên mức xấp xỉ 25.000 Việt Nam đồng bằng 1 đô la Mỹ như trong 3 tháng trở lại đây. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tỷ giá đô la Mỹ hoặc Việt Nam đồng đã tăng khoảng 8,4%.
Tính trung bình mỗi sản phẩm nhập khẩu phải chịu thêm một khoản phí ít nhất là 3.000 đồng cho một đơn vị sản phẩm. Khi nguồn dự trữ ngoại tệ và hàng hóa của các đơn vị sản xuất đều sắp hết do tập trung sản xuất trong vụ cuối năm, thì chắc chắn giá cả các loại phân bón và vật tư nhập khẩu sẽ còn tiếp tục tăng. Ngoài lĩnh vực trồng trọt thì sự mất giá của đồng Việt Nam so với đồng đô la Mỹ cũng tác động rất lớn đến ngành chăn nuôi do nguồn thức ăn cho gia súc, gia cầm đang phụ thuộc rất lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Là đơn vị cung ứng chuỗi thực phẩm sạch trong chăn nuôi lớn tại thành phố Hà Nội, sản xuất thức ăn cho gia súc, gia cầm là mắt xích vô cùng quan trọng của chuỗi. 90% nguyên liệu để sản xuất, đơn vị này đều phải nhập khẩu từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Tháng 12 dương lịch hàng năm là thời điểm đơn vị vận hành hết công suất sản xuất, phối trộn thức ăn cung cấp cho các trang trại chăn nuôi thuộc chuỗi cũng như thị trường trên khắp cả nước trong dịp tiêu thụ cao điểm cho Tết Nguyên đán. Dù vậy, hiện tại nhà máy cũng đã tạm dừng sản xuất từ nhiều ngày nay. Thời điểm này là công ty có những cái thời điểm mà phải tạm dừng sản xuất là lý do là các bên nhập khẩu là bị rất nhiều vấn đề là trả hàng của công ty bị chậm. Nên có những thời điểm là công ty thiếu nguyên liệu đầu vào. Đấy là do vấn đề vận tải, những vấn đề logistics của đầu vào. Nên là người ta trả hàng như hợp đồng mình ký. Có những cái là phải trả hàng từ mùng 1 rồi. Nhưng đến hôm nay là mùng 6, mùng 7 rồi, người ta vẫn chưa trả hàng nguyên liệu cho mình. Đương nhiên là doanh nghiệp có những lúc thiếu một nguyên liệu thôi là chúng ta đã không thể sản xuất được rồi. Với công thức được cấu thành từ gần 30 nguyên liệu khác nhau, được nhập khẩu trực tiếp từ Nga, Trung Quốc, Mỹ, EU, tất cả đều sử dụng chung đồng tiền thanh toán là đồng đô la Mỹ. Tỷ giá ngoại tệ tăng cao và kéo dài như hiện nay đang là thách thức rất lớn đối với doanh nghiệp. Nó tăng từ 22.000, đúng không ạ? Lên tận 25.000, có nghĩa là 3.000 đồng, đúng không ạ? 3.000 đồng trên một đô. Đấy là một cái tỷ lệ mà tăng rất là lớn, mà đến 90% là doanh số và nguyên liệu đầu vào của chuỗi mà cái mảng thức ăn chăn nuôi là nhập khẩu. Thì các anh chị biết rồi, với cái giá như thế thì mỗi một đô, đúng không ạ, nó tăng lên 3.000. Đấy mà với công ty doanh số mà bây giờ nhập khẩu một tháng đâu đó khoảng 10 đến 20 tỷ từng thời điểm một, thì các anh chị biết là cái giá đầu vào nó đã tăng lên rất là nhiều. Đấy, với cái tỷ lệ riêng ảnh hưởng của đô la thôi. Theo tính toán riêng của doanh nghiệp, với lượng nhập khẩu nguyên phụ liệu lên tới 90% như của đơn vị, trung bình phần chênh lệch do tỷ giá trung bình tăng thêm 10%, thì 90% doanh thu sẽ bị ảnh hưởng. Thì bây giờ là chúng ta xác định là 90% là cái vấn đề chúng ta hàng nhập khẩu, đúng không? Thì cái phần mà đã chênh lệch cái tăng đấy, chúng ta sẽ nhân đến 90% là chúng ta biết là bao nhiêu phần trăm của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bao nhiêu phần trăm rồi. Đúng không ạ? Bởi vì đấy, tỷ giá nó lên nó xuống. Đấy, khi mà chúng ta mà lên 10% chẳng hạn, thì doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp đến 9%. Đúng, vì người ta nhập khẩu là 90% mà. Thì chỉ cần là lên 10% thôi thì ảnh hưởng trực tiếp đến cái doanh thu là 10% của doanh nghiệp rồi. Đây là con số rất lớn đối với sản xuất của bất cứ doanh nghiệp hay đơn vị nào kinh doanh trong lĩnh vực này. Lúc này thì với doanh nghiệp thì chỉ biết là nỗ lực cố gắng hết sức thôi. Một là phải tái cơ cấu lại. Đấy là tất cả cái chi phí gì mà có thể giảm thì doanh nghiệp giảm. Đấy, và hai nữa là phải chấp nhận, lúc này phải dùng từ chấp nhận đấy, để cùng đồng hành với lại hệ thống phân phối và khách hàng đầu ra để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này thôi. Ngoài khó khăn trong khâu đầu vào sản xuất, với đầu ra cho sản phẩm tình hình cũng không mấy khả quan do sức mua và đà hồi phục kinh tế chưa mấy khả quan. Cái cám này này cũng lên nhiều lắm, lên so trước cũng mấy chục nghìn một bao à. Từ năm ngoái năm xưa con lên gần 100.000. Giờ chỉ có những nhà mà họ có nghề phụ như đấu rượu các cái đấy, thì họ chân còn dân nẻ tẻ nuôi 1-2 con họ bỏ hết. Bán cũng không được giá cao cả. Tiền tươi đấy bán cho những người, mình bán có 5.000 một bao gì, chịu thì thêm 5.000 là 10.000. Thế chả được bao nhiêu đâu. Thế mà trong khi đó có nhà nó bán xong nó trả. Cũng giờ dính cũng tầm cũng phải đến 200 triệu. Đầu vào tăng giá, chi phí quản lý, chi phí tín dụng đều tăng. Thêm phần bị ảnh hưởng do chênh lệch tỷ giá, nếu tiếp tục kéo dài, chắc chắn sẽ bào mòn sức chống đỡ của doanh nghiệp. Với cái đầu ra thời điểm này nó phụ thuộc vào thị trường. Mà thị trường đặc biệt là hai yếu tố nó quyết định đến vấn đề là mình có tăng được giá hay không. Đó là cái giá sản phẩm của mình sản xuất đầu ra. Đấy, nhất là bây giờ là trực tiếp như vật nuôi, họ đang giảm.
Đấy. Và cái nhu cầu tiêu dùng cũng đang giảm. Nên là các công ty như nhà máy thức ăn chăn nuôi lúc này là rất khó để tăng được cái giá bán đầu ra. Và hầu như là các công ty đang phải chấp nhận là đầu tư và có những sản phẩm là bán dưới giá vốn trong thời điểm này. Nhưng mà theo cái đánh giá cá nhân của tôi thì rất là khó tăng giá trong thời gian này. Đấy, vì rất nhiều cái yếu tố mà tác động đến tiêu cực cho ngành chăn nuôi trong cái thời điểm ngắn hạn, khoảng 3 đến 6 tháng tới là khó mà để tăng giá lên được. Mặc dù đồng đô la Mỹ tăng giá có thể khiến cho doanh thu xuất khẩu khi được quy đổi sang đồng Việt Nam tăng, giúp cho các doanh nghiệp xuất khẩu được hưởng lợi. Song với doanh nghiệp sản xuất phải nhập khẩu nhiều nguyên phụ liệu, nhất là các doanh nghiệp dệt may, phân bón, việc giá đô la Mỹ tăng cao tạo ra áp lực không nhỏ khi chi phí nhập khẩu, chi phí vận tải, logistics, kho bãi tăng, đồng thời phải gánh khoản chênh lệch giá rất lớn nếu vay nợ bằng đô la Mỹ. Không những là doanh nghiệp nông nghiệp mà doanh nghiệp nội địa của Việt Nam này, thì tôi cũng nếu mà được thì cũng đề nghị là nhà nước có những cái nghiên cứu, những chính sách đặc thù để làm sao cái doanh nghiệp nội nó mới là cái nội lực thật của đất nước mình. Nên là nhà nước cũng có những cơ chế chính sách để đầu tư cho doanh nghiệp Việt Nam đặc thù hơn. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn là cái chính sách đất đai chẳng hạn, bây giờ nó chiếm rất lớn ở cái nguồn vốn cho doanh nghiệp hoạt động. Mà chúng ta để cái giá đất cao mà ta không có chính sách gì hỗ trợ doanh nghiệp, thì doanh nghiệp có bao nhiêu tiền đầu tư hết vào đất rồi thì lấy đâu ra tiền lưu động để chúng ta đầu tư ra máy móc, công nghệ, rồi thì nhân sự, rồi thì nguyên vật liệu, rồi tất cả những thứ khác. Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy giá phân bón nhập khẩu đã tăng 55,7% so với cùng kỳ năm 2021. Giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi cũng tăng chóng mặt, chi phí nhập khẩu tăng kéo theo việc tăng giá bán lẻ tại thị trường trong nước, và khi đó đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn là người nông dân và các doanh nghiệp. Trước thực trạng này, buộc ngành nông nghiệp các địa phương phải định hướng lại sản xuất, chỉ đạo thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng lựa chọn các giống cây, con có giá trị kinh tế cao, kết hợp với việc ưu tiên sản xuất an toàn theo hướng Việt ghép đang được ngành nông nghiệp địa phương đặc biệt ưu tiên trong giai đoạn hiện nay. Được công nhận là vùng sản xuất ngô nếp an toàn của huyện Sóc Sơn, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Ninh Cầm có 15 hecta là vùng sản xuất theo tiêu chuẩn Việt ghép. Giá ngô nếp vụ này vì thế cũng tăng hơn trước. Cái ngô Việt ghép này, ngô nếp Việt ghép này là nó mang lợi nhuận đến bà con rất cao. Rồi so với năm nay ngô nếp này đang xuất ra với lái buôn từ 4 đến 5 nghìn một bắp. Nên một sào nó tầm độ 2.500 đến 3.000 bắp. Thì nó sẽ năng suất hơn một vụ ngô đông thì sẽ bằng cả một hai vụ lúa có trong một năm ấy. Bà con rất hồ hởi phấn khởi. Có phải là cái mình đạt chứng nhận Việt ghép nên mình bán được giá hay hơn hay không ạ? Chung là có giấy chứng nhận thì giá trị nó vẫn cao hơn là trước mình bán trôi nổi ngoài thị trường, nó thì giá thì tầm độ 3.500-3.000 một bắp thôi. Như năm nay là có cái chương trình này là cái giá trị nó sẽ cao hơn. Sản xuất theo mô hình Việt ghép, quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm được thực hiện trong toàn bộ chuỗi sản xuất, xây dựng được các mối liên kết dọc và ngang trong sản xuất cũng như tiêu thụ. Đặc biệt, khi thực hiện quy trình này, đã có sự thành công khi gắn kết được 3 khâu: tổ chức quản lý sản xuất, nhà sản xuất và các đơn vị tiêu thụ sản phẩm. Do vậy, chi phí đầu vào giảm hơn, trong khi giá bán lại tăng hơn 5% so với giá bán các sản phẩm không áp dụng Việt ghép trên thị trường. Với lại cái sản xuất vụ đông thì trên địa bàn xã cái diện tích cũng còn rất là lớn, và xã cũng khuyến khích bà con triệt để cái việc sản xuất các cái cây trồng vụ đông. Thì tuy nhiên thì cái hiện nay do thị trường là cái giá cả phân bón cũng như là chi phí lao động nó tăng cao, nó cũng làm giảm cái năng suất cũng như là giảm cái giá trị thu nhập trên đơn vị hectare canh tác. Thì tuy nhiên thì để cho bà con có những cái tiếp tục là sản xuất và đảm bảo cái gieo trồng hết vụ đông, thì ủy ban xã cũng đã khuyến khích bà con hay tuyên truyền vận động bà con là sản xuất hết các cái diện tích, và trên cơ sở đó thì cũng là chọn những cái cây trồng chủ lực để mà có tăng thêm cái giá trị so với cái sản xuất thông thường, để mà nâng cao cái sản lượng lương thực của bà con nhân dân. Cũng xác định là xã Tân Dân đang có dự định là sẽ về đích nông thôn mới nâng cao năm 2024.
thì trong các cái tiêu chí nông thôn mới nâng cao thì có cái tiêu chí về quy hoạch sản xuất cũng như là cái sản phẩm nông nghiệp. Thì đây là một cái mà nhiệm vụ cũng là rất là trọng tâm để mà xây dựng nông thôn mới nâng cao. Vì vậy nên xã chúng tôi sẽ tập trung hết tất cả cái nguồn lực để mà đưa cái giá trị nông nghiệp đạt được cái tiêu chí của cái bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Ngoài các yếu tố tác động của thiên tai thời tiết, sâu bệnh dịch hại ảnh hưởng tới trồng trọt, nay thêm các yếu tố về tỷ giá hay lãi suất của thị trường tín dụng, vô hình chung vẫn ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và người nông dân. Khi tình hình sản xuất được dự báo là còn nhiều khó khăn trong thời gian tới, việc áp dụng thực hành tốt sản xuất trong nông nghiệp theo định hướng của ngành nông nghiệp huyện Sóc Sơn và thành phố Hà Nội, cùng việc kết hợp với các tiến bộ kỹ thuật, người nông dân hoàn toàn có thể sử dụng phân bón tiết kiệm, hiệu quả, hướng đến việc sản xuất nông nghiệp một cách thực sự bền vững. Với phần tin tức thị trường, mời quý vị cùng theo dõi bảng thông tin cập nhật tin tức giá cả một số mặt hàng nông sản đáng chú ý trong tuần. Theo một số nông hộ trồng giống bơ 034 trái vụ khu vực Tây Nguyên, để cây bơ cho quả trái vụ và thu hoạch đúng vào khoảng tháng 1 đến tháng 2 dương lịch hàng năm, người trồng phải tuân thủ chế độ dinh dưỡng đặc biệt cho cây. Bà con phải tỉ mỉ chăm sóc, tỉa cành, tạo tán thông thoáng nhằm ngăn ngừa các loại nấm bệnh trong mùa mưa, tăng cường lượng phân lân và kali, hạn chế lượng phân đạm, giúp cây bơ 034 trái vụ bung nở hoa và đậu trái đạt tỷ lệ cao nhất trên cành. Sau thời gian áp dụng đúng quy trình sản xuất này, từ khoảng 10 tới 50kg quả mỗi cây bơ những năm trước, thì đến nay năng suất bơ trái vụ đã lên 100kg quả mỗi cây. Do thu hoạch bơ 034 trái vụ trong thời điểm thị trường khan hiếm, nên giá bán đạt hơn 100.000 đồng 1kg, cao hơn từ 3 tới 4 lần so với bơ 034 chính vụ. Giá dâu tây Hana xuất xứ từ tỉnh Sơn La đang dao động từ 300.000 đến gần 1 triệu đồng 1kg. Dâu Hàn Quốc có giá từ 600 cho tới 800.000 đồng 1kg. Dâu tây Nhật Bản giá cao chót vót lên tới 1,5 tới 2 triệu đồng 1kg tùy loại. Riêng dâu tây có xuất xứ từ Trung Quốc giá siêu rẻ chỉ từ 38 cho tới 80.000 đồng 1kg. Thông tin chia sẻ từ một số tiểu thương tại chợ, so với các loại dâu trồng ở Sơn La, Đà Lạt hay dâu nhập khẩu từ Nhật Bản và Hàn Quốc thì giá dâu tây Trung Quốc siêu rẻ, loại to nhất nhìn cũng không khác gì so với dâu tây Hana của Sơn La nên lượng tiêu thụ rất nhiều. Hôm nay giá lợn hơi đứng yên tại hai miền Bắc và miền Trung, riêng miền Nam tiếp đà giảm nhẹ một giá so với hôm qua, thị trường dao động trong khoảng 50.000 đến 55.000 đồng một kg. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay cao nhất khu vực là 53.000 đồng một kg, ghi nhận tại Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Tuyên Quang. Các địa phương còn lại giao dịch ổn định quanh mức 52.000 đồng một kg. Cùng chung xu hướng giảm, khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay trong khoảng 50.000 đến 53.000 đồng một kg. Lâm Đồng đang giao dịch với giá cao nhất là 54.000 đồng một kg. Thị trường miền Nam hôm nay, giá lợn hơi giảm nhẹ tại một vài địa phương. Sau khi giảm 1.000 đồng một kg, hai tỉnh Hậu Giang và Tiền Giang cùng giao dịch ở mức 52.000 đồng một kg. Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận mức giá 53.000 đồng một kg. Các địa phương khác hôm nay không ghi nhận sự biến động mới. Trong bão giá, việc linh hoạt thay đổi phương thức sản xuất, trong đó chú trọng vào việc cắt giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo năng suất, chất lượng là cần thiết. Cách mà những người nông dân của huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đang làm cũng là một trong những giải pháp đi đúng hướng trong bối cảnh hiện nay. Đến đây, chương trình Kết nối thị trường cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.